Gần đây, chiếc túi trị giá 99k của nhà thiết kế Thái Công là sản phẩm được nhắc đến trên khắp các mặt trận. Độ hot của nó cao đến mức nhiều nhà sản xuất đã làm ra lô hàng nhái nhằm thu hút người mua. Túi tốt kiến thức kinh nghiệm trải nghiệm của Thái Công có lẽ là món đồ được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Đến thời điểm hiện tại, sức nóng của nó vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt, thậm chí còn trở thành chủ đề hot được dân tình liên tục bàn tán và săn lùng. Mẫu túi này được Thái Công cho ra mắt lần đầu trong buổi livestream ngày 9 tháng 1 vừa qua và nhanh chóng được chú ý vì là sản phẩm giá rẻ hiếm hoi trong gian hàng TikTok Shop của nhà thiết kế nổi tiếng. Chỉ trong vòng 2 phút mở bán, túi tốt 99k đã được dân tình săn lùng rầm rộ và sold out nhanh chóng. Tận dụng độ hot còn đang dâng cao, nhà thiết kế này quyết định mở bán chiếc túi tại showroom của mình tọa lạc tại số 6668 Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này đã thu hút được đông đảo người dân đến hóng hớt, nhiều người cũng tranh thủ chốt đơn và chụp hình cùng với ông. Túi tốt 99k gây ấn tượng bởi thông điệp mà nó gửi gắm đến người sở hữu, đồng thời có thêm cả chữ ký độc quyền của Thái Công nên càng hot hit hơn bao giờ hết. Cũng vì sự nổi tiếng của nhà thiết kế họ Quách và sức viral mạnh mẽ của mẫu túi xách quốc dân mà nhiều đơn vị và cá nhân đã làm nhái sản phẩm, đồng thời giao bán trên khắp các nền tảng, từ mạng xã hội đến các sàn thương mại điện tử lớn nhỏ. Vì có thiết kế phổ thông và họa tiết đơn giản nên túi xách kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của Thái Công dễ dàng bị sao chép và nhái lại mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Chưa dừng lại ở đó, chữ ký của nhà thiết kế quý tộc cũng bị làm nhái và in thẳng thừng trên mặt túi. Đáng nói, giá bán của lô hàng fake lại rẻ hơn rất nhiều so với túi hàng real, cụ thể là chỉ từ 9k đến 89k mà thôi. Đáng chú ý, túi tốt viral giá 99k của Thái Công còn đang được cư dân mạng sử dụng để làm ảnh chế. Theo đó, dựa trên thông điệp kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm trên mặt túi, nhiều bạn trẻ đã tung ra hàng loạt phiên bản chế với nhiều nội dung khác nhau. Những bức hình này cũng nhanh chóng trở thành chủ đề hot, khiến cơn sốt túi nhà thiết kế quý tộc càng thêm sôi động, tràn ngập tiếng cười. Đặc biệt, trong phiên livestream ngày 16 tháng 1, Thái Công tiếp tục cho ra phiên bản nâng cấp màu đen của mẫu túi 99k với giá bán 199k. Ngay sau khi được debut, chiếc túi này đã được bán hết sạch chỉ trong vài phút, không hề thua kém mẫu đầu tiên. Dự kiến trong thời gian tới, túi xách chưa đầy 200.000 đồng này sẽ lại tạo sóng rầm rộ. Cũng trong phiên live bán hàng thứ hai, nhà thiết kế họ Quách đã giới thiệu một số sản phẩm giá trị thấp hơn, mức giá chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng. Đặc biệt phải kể đến hộp combo 6 bao lì xì thương hiệu Thái Công có giá 399.000 Việt Nam đồng. Giới thiệu về mặt hàng mới, ông cho biết bao lì xì được sản xuất ở Việt Nam nhưng giấy là nhập từ bên Ý về. Nhà thiết kế tiết lộ thêm, hiện nay loại giấy này không còn nhiều nữa nên trở thành hàng limited. Xem buổi phát trực tiếp có thể thấy, 6 bao lì xì được đặt trong hộp thiết kế riêng đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cụ thể, sản phẩm khâu trang trí hoa văn cầu kỳ, hộp và bao lì xì đều là màu đỏ thuần, chính giữa có in chữ Thái Công, phía sau in logo thương hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng. Kèm theo còn có thêm 6 tấm viết dùng để ghi lời chúc. Mặc dù là món hàng có mức giá chưa đến 400k nhưng lại nhận về nhiều ý kiến chê vì vừa đắt vừa không thực tế. Không ít dân mạng cho rằng mang bao lì xì này về quê chẳng ai biết Thái Công là ai. Hơn nữa, một số ý kiến còn bày tỏ lì xì Tết quan trọng là phần ruột bên trong chứ bề ngoài đã là gì. Thậm chí, nhiều người còn tặng tiền trực tiếp, chẳng cần bao lì xì cho tốn công.